Saja cởi khăn quàng cổ ra, như mọi khi họ chơi trốn tìm và che mắt Nelson lại. Sau lời cáo biệt cuối cùng, Saja lặng lẽ rời đi. Khi Nelson tháo khăn bịt mắt, nước mắt đã lan dài trên má và trước mắt anh chỉ còn lại gió thu và lá rụng. Với một cốt truyện đầy cuốn hút và gây ấn tượng mạnh, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút cảm động và suy ngẫm sâu sắc về bộ phim Tháng 11 ngọt ngào. Anh lái chiếc siêu xe trị giá cả triệu đô nhưng lại làm việc tới 18 giờ mỗi ngày. Ngay cả những lần thân mật với bạn gái cũng chỉ diễn ra qua loa, vội vã. Anh là mẫu người cuồng công việc mà ai ai cũng hay nhắc đến. Bạn gái anh cũng cảm thấy bất lực, với tâm trạng không tốt, dù khuôn mặt không thể hiện điều đó. Điều đáng nói là, anh không chỉ dừng lại ở việc bỏ bê tình cảm, mà còn 3 lần lỡ hẹn gặp bố mẹ của bạn gái chỉ vì công việc. Anh đúng là kiểu người say mê công việc đến mức cực đoan. Thế rồi, một cô gái xuất hiện và thay đổi mọi thứ. Anh tên là Nelson, giám đốc kế hoạch của một công ty quảng cáo, đã giúp công ty đạt được giải thưởng quảng cáo hàng năm trong 2 năm liên tiếp. Trong thời gian này, anh đang xây dựng kế hoạch quảng cáo cho một thương hiệu xúc xích Mỹ lớn. Nếu kế hoạch được thông qua, sẽ có rất nhiều tiền và anh vô cùng phấn khích vì điều đó. Hôm nay, nếu không phải bằng lái của anh đã bị thu hồi, thì anh sẽ không phải ngồi làm bài kiểm tra để lấy lại bằng. Nhưng chính tại đây, anh đã gặp cô gái đó. Cô xuất hiện, làm rơi đồ xuống sàn và nhờ Nelson nhặt giúp giam bông. Trong lúc thi, anh bắt gặp một câu hỏi mà anh không biết câu trả lời. Sau khi quan sát xung quanh, anh quyết định nhờ cô giúp đỡ. Nhưng đúng lúc đó, giám thị đã bắt gặp và yêu cầu cô nộp bài thi. Dù cô giải thích rằng mình không hề làm gì sai, nhưng vẫn bị loại khỏi kỳ thi. Cô nhìn Nelson với ánh mắt căm hận, nhưng đến khi rời khỏi phòng thi, cô vẫn không tố cáo anh. Trong khi đó, Nelson tiếp tục làm bài như thể không có chuyện gì xảy ra, chẳng màng đến tình cảnh của cô. Sau khi thi xong, anh lại gặp cô ở bãi đậu xe và thật tình cờ, cô lại ngồi trong xe của anh. Anh cho rằng cô đang chờ đợi để yêu cầu bồi thường, nên anh móc tiền ra để đuổi cô đi. Nhưng cô không màng đến số tiền đó, hôm nay không phải cứ dùng tiền là có thể chuộc lỗi đâu. Xin lỗi cũng không giúp gì được, tôi nhất định phải kéo anh xuống địa ngục. Nelson hoàn toàn không để tâm đến sự phẫn nộ của cô, lái xe đi mà không ngoái đầu lại. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng cô đã quyết định không buông bỏ anh. Tối hôm đó, khi Nelson đang ở nhà suy nghĩ về chiến dịch quảng cáo xúc xích, thì bất ngờ cô gái đó xuất hiện trước cửa nhà anh. Nelson nhận ra rằng rắc rối đã đến. Anh cố gắng đưa cô ra ngoài để nói chuyện, nhưng cô thẳng thắn tuyên bố rằng vì Nelson đã làm cô mất khả năng lái xe, nên anh phải đưa cô đến nơi mà cô muốn. Anh không vui vẻ chút nào, chỉ muốn trở về làm việc, không muốn phí thời gian với cô. Tuy nhiên, khi anh định quay vào phòng, cô bất ngờ đe dọa sẽ tới nhà anh và tuyên bố rằng anh đã làm cô mang thai rồi bỏ rơi cô. Vì không muốn bị mất danh dự, Nelson đành miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của cô. Không ngờ, cô kéo anh đi thực hiện một phi vụ táo bạo. Cô đeo kính đen, đội tóc giả và để chắc chắn rằng anh không thể chạy trốn, cô còn cầm luôn chìa khóa xe của anh. Sau đó, cô mạnh bạo phá cửa và lao vào trong tòa nhà. Lúc này, Nelson cảm thấy mình sắp phát điên và hối hận vì đã đồng ý đi cùng cô. Khi còi báo động vang lên, Nelson trở nên vô cùng lo lắng. Nhưng cuối cùng, cô cũng rời khỏi tòa nhà một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng, thứ mà cô lấy cắp hóa ra là 2 chú cún con. Nelson ngỡ ngàng nhưng cũng dần thả lỏng hơn. Cô giải thích rằng cô nghe nói có người đang tiến hành thí nghiệm trên cún con và vì không thể chịu nổi việc nhìn thấy chúng bị tra tấn, cô quyết định giải cứu chúng. Sự việc này đã khiến Nelson có cái nhìn khác về cô và anh muốn biết thêm về cô gái lạ lùng này. Anh biết được tên cô là Saja, nhưng chỉ thế thôi, anh không muốn dính dáng gì đến cô nữa. Vì vậy, sau khi đưa Saja về nhà, Nelson chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, Saja bất ngờ đề nghị anh lên lầu ngồi lại. Cô đề nghị hai người gặp nhau vào ngày mai. Nelson đã hoàn toàn bất lực, không muốn bị Saja làm phiền thêm nữa nên đành đồng ý đến nhà cô ngồi một lát. Nhưng anh không ngờ rằng Saja lại có ý đồ khác. Saja bắt đầu nói với Nelson rằng cô nhận ra anh là một người nghiện công việc đến mức bệnh hoạn. Anh không có sở thích, không giải trí và thậm chí không hứng thú với người khác giới. Cô cảnh báo rằng đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng cô có thể giúp anh. Nếu anh đồng ý dọn đến sống cùng cô trong một tháng, không hơn không kém và đặc biệt là không được làm việc trong thời gian đó. Nelson bật cười lớn khi nghe điều này, cho rằng Saja đang đùa. Anh cho biết họ mới quen nhau chưa đầy một ngày và việc cô đề nghị sống chung thật phi lý. Anh còn nhấn mạnh rằng bạn gái anh sẽ không bao giờ đồng ý, Saja. Tuy nhiên, vẫn bình tĩnh đáp lại rằng cô không tin anh thực sự có bạn gái, vì nếu có, cô sẽ cảm nhận được. Cô cho rằng sự thân mật giữa nam và nữ thường để lại những dấu hiệu dễ nhận biết, mà ở anh thì không có. Saja đoán đúng tên bạn gái anh là Angelica và tỏ ra đồng cảm với cô ấy. Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Nelson quyết định rời đi. Để ngăn Saja làm phiền mình thêm, anh thậm chí còn buông lời đe dọa sẽ báo cảnh sát nếu cô tiếp tục quấy rầy. Saja chỉ im lặng nhìn anh rời đi. Tuy nhiên, Nelson không hề biết rằng anh sắp đối mặt với cú sốc lớn trong cuộc đời. Kế hoạch quảng cáo mà anh vất vả thiết kế suốt mấy ngày qua đã bị khách hàng từ chối. Lãnh đạo của thương hiệu xúc xích Mỹ còn quyết định hợp tác ngay với một công ty quảng cáo khác. Nelson, vốn kiêu ngạo, tất nhiên không thể chấp nhận điều này. Anh lập tức nổi nóng và hét vào mặt khách hàng. Kết quả là không chỉ mất cơ hội hợp tác mà còn gây thiệt hại lớn đến danh tiếng công ty. Ông chủ tức giận và yêu cầu anh về nghỉ phép để tự điều chỉnh. Nhưng Nelson lại không chịu đựng nổi. Anh cho rằng mình là trụ cột của công ty và sếp sẽ không dám làm gì anh. Kết quả, anh bị sa thải, siêu xe cũng bị công ty thu hồi. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Khi về đến nhà, Nason thấy bạn gái mình đang thu dọn hành lý để rời đi. Cô cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm kiểu tình yêu này nữa và quyết định chia tay với anh. Không còn công việc, tình yêu cũng tan vỡ, Nason cảm thấy cuộc đời mình sụp đổ. Anh uống rượu để giải sầu và trong cơn giận dữ, đập nát chiếc cúp vinh dự của mình, khiến tay bị thương. Lúc này, quản lý tòa nhà gõ cửa và nói có người gửi cho anh một chiếc hộp. Khi mở ra, Nason thấy bên trong là một chú cún con, trên cổ còn đeo một chùm chìa khóa. Anh lập tức nhận ra đây là món quà từ Saza. Anh tức giận đem nó trả lại và cầu xin Saza đừng làm phiền mình nữa. Nhưng khi Saza thấy tay anh bị băng bó, cô không nói gì mà chỉ lôi anh vào phòng tắm để tự tay giúp anh xử lý vết thương. Nghe Nason kể về một ngày tồi tệ vừa trải qua, Saza quyết định hôm nay là ngày 1 tháng 11, bắt đầu một tháng mới. Tối nay, hãy ở lại đây và bắt đầu thử thách của tôi. Quan sát hành vi của Saza ở khoảng cách gần, Nason không thể tin được cô lại nghiêm túc như vậy. Nhưng như Saza đã nói, bây giờ anh đã mất tất cả, sao không thể sống chung với cô một tháng? Chỉ một đêm thôi, anh tự thuyết phục mình ở lại. Saza cũng đồng ý, nhưng khi anh muốn tiến xa hơn, Saza đột nhiên dừng lại. Điều này khiến tâm trạng tồi tệ của Nason trở lại, anh nhanh chóng cầm lấy quần áo và rời đi. Saza không ngờ Nason lại phản ứng như vậy. Cô nghĩ rằng đêm còn dài, mọi chuyện có thể từ từ tiến triển. Cô chạy theo, cố gắng ngăn anh, Nason không thể hiểu được hành vi của Saza. Tại sao cô lại muốn sống chung với một người đàn ông lạ trong một tháng? Saza chỉ đơn giản nói tôi chỉ muốn giúp anh, không có ý đồ gì khác. Anh không cần hiểu, chỉ cần thuận theo tự nhiên thôi. Trước lời cầu xin của Saza, Nason đã quyết định ở lại. Sáng hôm sau, lần đầu tiên anh ngủ say và tỉnh dậy một cách tự nhiên. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra toàn bộ quần áo của mình đã biến mất. Saza nói rằng cô đã đưa chúng cho người vô gia cư, nhưng cô cũng đã chuẩn bị cho anh một bộ quần áo thường ngày. Khi Nason chuẩn bị mặc đồ, một chàng trai bất ngờ xuất hiện. Thái độ của chàng trai này đối với Saza rất thân thiết, như thể anh ta đang ở nhà mình. Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, Nason biết rằng bộ quần áo anh đang mặc cũng là của chàng trai đó. Sự xuất hiện của anh ta khiến Nason nghi ngờ về mối quan hệ giữa Saza và người này. Khi anh ta rời đi, Nason lập tức yêu cầu Saza hủy bỏ thỏa thuận giữa họ. Saza vội vàng giải thích người vừa rồi chỉ là hàng xóm, sống ở tầng dưới, chúng tôi chỉ giúp đỡ lẫn nhau thôi. Dù Saza nói gì, trong lòng Nason đã có những suy nghĩ khác. Anh cho rằng Saza đã qua lại với nhiều đàn ông và chỉ muốn lợi dụng anh. Những lời này khiến Saza thay đổi sắc mặt. Nason cũng nhanh chóng nhận ra mình đã đi quá xa và cố gắng xin lỗi Saza. May mắn thay, Saza đã tha thứ cho anh nhưng yêu cầu anh ở lại với cô thêm một ngày nữa. Nếu sau đó, anh vẫn muốn rời đi, cô sẽ không làm phiền anh nữa. Nason đồng ý và cả hai bắt đầu một ngày mới cùng nhau. Saza đưa Nason đi dạo với chú cún của cô, chạy trên bãi biển lộng gió, đi dạo trong công viên, ăn kem và chia sẻ về quá khứ của họ. Họ chơi trốn tìm trong nhà, trải nghiệm những trò chơi nhỏ giữa nam và nữ và cùng nhau ăn tối dưới ánh nến. Saza đã kể cho anh nghe về những câu chuyện trước đây, về những người mà cô từng giúp đỡ và lý do vì sao cô chỉ muốn giúp anh trong một tháng, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Dù ngày hôm nay mang lại cho Nason nhiều niềm vui, nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định rời đi. Lần này, Saza không cản Nason rời đi. Khi trở về nhà, anh bật TV và xem những quảng cáo như trước, cảm thấy trống trải. Đêm kéo dài, sự nhàm chán khiến anh không thể ngừng nghĩ về Saza, nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ khi ở bên cô trong ngày hôm nay. Đã bao lâu rồi anh không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc như vậy? Dù anh đam mê công việc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với hạnh phúc. Có lẽ đã đến lúc anh cần thử một cuộc sống khác. Không thể chờ đến sáng hôm sau, Nason quyết định mang hành lý đến chỗ Saza ngay trong đêm. Tôi muốn cho bản thân một cơ hội để sai lầm một lần, anh nghĩ. Từ đó, họ bắt đầu một tháng sống chung, không làm việc mà chỉ tập trung vào những niềm vui. Họ trao nhau những nụ hôn say đắm trên xe buýt, chơi các trò chơi tình cảm tại nhà, đi dạo dọc bờ biển rộng lớn và càng ngày càng hiểu nhau hơn. Saza dần hiểu lý do tại sao Nason luôn lao đầu vào công việc. Khi còn nhỏ, gia đình anh rất nghèo và bố anh thường bị hàng xóm chê cười. Điều này tạo ra một gánh nặng tâm lý, khiến anh khao khát kiếm tiền và thành công. Saza quyết định đưa Nason trở lại ngôi nhà cũ mà anh chưa từng quay lại sau khi lớn lên, giúp anh cởi bỏ khúc mắc từ thời thơ ấu. Sau chuyến trở về này, Nason cảm thấy nhẹ nhàng hơn và Saza cũng rất vui khi thấy sự thay đổi ở anh. Họ nhảy múa quanh nhà và tình cảm của họ dành cho nhau dần biến đổi. Saza đưa Nason đến nhà của Chad ở tầng dưới. Lúc này, Nason mới phát hiện Chad đang mặc đồ nữ và nhận ra anh ta là người thuộc cộng đồng LGBT. Điều này khiến Nason cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ lại những nghi ngờ trước đây về mối quan hệ giữa Saza và Chad. Nhưng anh cũng cảm thấy vui mừng khi mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Dù vậy, Nason bắt đầu cảm thấy Saza đang che giấu một bí mật nào đó. Một cuộc gọi đến khiến Saza mất bình tĩnh, và đây là lần đầu tiên Nason thấy cô như vậy, Saza nói trong cuộc điện thoại. Nason bắt đầu nghi ngờ và hỏi Chad, nhưng anh chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ em gái Saza đã gọi. Chad không nói gì thêm, và Nason chỉ còn cách hỏi Saza. Nhưng Saza chỉ trả lời qua loa rằng cô hơi đau đầu và câu chuyện dừng lại ở đó. Nason cảm thấy không thoải mái và quyết định không hỏi thêm. Họ tiếp tục sống chung và thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn hơn nửa tháng là hết thời gian họ đã thỏa thuận. Một ngày nọ, một công ty quảng cáo lớn muốn tuyển Nason với mức lương cao, nhưng yêu cầu anh lập tức nhận việc và toàn tâm toàn ý cho công việc.
Nason từ chối vì anh biết rằng có thứ còn quan trọng hơn sự nghiệp tình yêu của anh dành cho Saja. Khi chỉ còn vài ngày nữa là hết một tháng, Nason đưa ra một quyết định quan trọng, anh muốn cầu hôn Saja. Anh thổ lộ tình cảm của mình và mong Saja sẽ đồng ý, nhưng Saja từ chối và tự nhốt mình trong phòng. Nason buồn bực ghé vào cửa để hỏi lý do, và anh nghe thấy tiếng Saja nôn mửa trong phòng. Anh vội vàng phá cửa và thấy Saja đang nôn ra một bãi. Một linh cảm đáng ngại ập đến, Nason bất chấp sự ngăn cản của Saja và mở chiếc tủ mà cô thường khóa chặt. Bên trong là vô số lọ thuốc, và Nason đứng chôn chân, bị sốc. Saja tức giận, ngay sau đó, cô ngất xỉu. Nason vội đưa Saja đến bệnh viện, và qua chat, anh mới biết rằng Saja bị chẩn đoán ung thư hạch hơn một năm trước. Do điều trị không hiệu quả, cô quyết định bỏ nhà đi để sống những ngày cuối cùng theo cách mình muốn. Nhưng giờ đây, tế bào ung thư đã lan rộng khắp cơ thể, và thuốc ức chế cũng không còn tác dụng. Nghe những lời này, trái tim Nason như nặng trĩu. Anh nhận ra lý do tại sao Saja trông tệ đi dạo này và tại sao cô từ chối lời cầu hôn của anh. Khi trở lại bệnh viện, Nason thấy Saja đã tỉnh. Cô xin lỗi vì không thể kiên trì đến cuối cùng để anh không phải chứng kiến cảnh tượng này. Saja không muốn nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo nên đã nhờ Nason đưa cô về nhà. Nhưng khi về đến nơi, Nason lại bị đuổi ra ngoài vì Saja không muốn anh nhìn thấy mình trong tình trạng kiệt quệ. Thời gian họ ở bên nhau cũng đã kết thúc và theo quy tắc của Saja, anh phải rời đi. Nason miễn cưỡng đồng ý và bước chậm trên đường phố, cảm thấy nỗi đau khó tả. Đêm đó, anh không thể ngủ và nhớ lại từng khoảnh khắc họ đã chia sẻ trong một tháng qua. Anh quyết định rằng dù Saja có bệnh tật, anh vẫn muốn ở bên cô và chăm sóc cô. Sáng hôm sau, Nason hóa trang thành ông già Noel và mang đến cho Saja 12 món quà, mỗi món đều được chọn lựa cẩn thận. Anh còn lén treo lịch khắp phòng, tất cả đều là tháng 11. Kể từ bây giờ, mỗi tháng sẽ là tháng 11. Mỗi ngày anh đều yêu em, và đây sẽ là tháng của chúng ta mãi mãi, anh nói. Saja đã cảm động hoàn toàn. Saja đã yêu Nason từ lâu, nhưng cô biết mình không thể ích kỷ kéo anh vào cuộc đời đau thương của mình. Đêm đó, cô dành cho Nason sự dịu dàng cuối cùng và bí mật lên kế hoạch rời đi. Sáng sớm hôm sau, khi cô trộm rời giường, Nason tỉnh dậy như thể cảm nhận được điều gì đó. Saja vội vàng bỏ chạy, nhưng Nason đuổi kịp và cầu xin cô đừng rời đi. Anh muốn chăm sóc cô, nhưng Saja đã quyết định. Cô muốn để lại cho anh những kỷ niệm đẹp và hy vọng anh có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Cuối cùng, Nason chấp nhận lời khẩn cầu của Saja. Saja cởi khăn quàng cổ ra, như mọi khi họ chơi trốn tìm, và che mắt Nason lại. Sau lời cáo biệt cuối cùng, Saja lặng lẽ rời đi. Khi Nason tháo khăn bịt mắt, nước mắt đã lan dài trên má và trước mắt anh chỉ còn lại gió thu và lá rụng. Câu chuyện của anh và Saja từ đây chỉ còn là một ký ức đau thương nhưng đẹp đẽ trong tim anh. Khép lại với một thông điệp sâu sắc về tình yêu và sự hy sinh, bộ phim không chỉ mang đến những cảm xúc lãng mạn mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trân trọng từng khoảnh khắc bên những người ta yêu thương. Nếu thấy hay hãy để lại một like, share và nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo video mới nhất.